À, thì các bạn mình test Tamagawa cho các bạn 1.4. Thì chỉnh nhỏ lại thì cái này nha. Tamagawa TBL gạch Y 2 series. Loại này thì trước đây mình bán là 750W. Nó hay gắn trong những hộp số cốt chuột cốt 16 nha. Ở đây có cái poly rất là đẹp, cái dây bản dây rất là dài. Mấy loại Tamagawa này thì cái mặt bích nó liền luôn nha, mặt bích liền thân luôn. Tamagawa thì được kéo lớn năm mấy cốt lẻ 7 mấy, còn cốt trong 16 nữa các bạn. Có đo ha. mười bốn. Nếu 14 thì khả năng nó là 500W nè. Tại vì 750W thì cốt tiêu chuẩn là 16. Tuy nhiên thì sẽ có những cái ngoại lệ nha. Chị rất là êm. Êm. Nhìn mình cảm giác như là một khối nhôm đúc, nhôm hết từ trên xuống dưới.